trong ngành sản xuất và mua bán nội thất cao cấp. Công ty chúng tôi đang ngày đêm nỗ lực tạo ra những bước đột phá mới trong công cuộc sản xuất và đổi mới sản phẩm để nhằm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của khách hàng cũng như thị trường đang ngày càng hồi đi lên. Ngày nay, bàn ghế sofa không chỉ để ngồi hay tiếp khách mà nó còn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, thể hiện được phong cách cũng như đẳng cấp của gia chủ. Bạn đang muốn lựa chọn một bộ sản phẩm mới để thay thế cho bộ bàn ghế đã cũ của gia đình mình, hay bạn đang muốn tạo một điểm nhấn trong không gian phòng khách của gia đình bạn, thì hãy cùng lắng nghe một chút chia sẻ của công ty chúng tôi ngay sau đây và lựa chọn ra cho gia đình mình những sản phẩm thật ưu ý. Song song với việc sản xuất những mẫu bàn ghế phòng khách được làm từ gỗ tự nhiên cao cấp, thì công ty nội thất Sơn Đông đang trải nghiệm theo một phong cách mới, đó là những bộ bàn ghế cổ điển được bọc vải cao cấp nhập khẩu để đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm không chỉ bền đẹp mà còn thỏa mãn được nhu cầu về mặt thẩm mỹ của sản phẩm. Vậy thì bây giờ hãy cùng chúng tôi đi vào cụ thể từng chi tiết và các thông số kỹ thuật của bộ sản phẩm để giúp quý khách nắm rõ hơn về sản phẩm của chúng tôi đang bán và lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất cho gia đình mình. Lấy thiết kế theo lối cổ điển được kết hợp giữa gỗ gõ đỏ và vải bọc cao cấp nhập khẩu từ Indonesia. Công ty chúng tôi đã đem đến cho người nhìn một sản phẩm đạt chất lượng cao về cả chất lượng và thẩm mỹ. Bộ sản phẩm của chúng tôi gồm 6 món và hiện nay 2 chiếc đôn của sản phẩm đang được hoàn thiện tại xưởng sản xuất của công ty nội thất Sơn Đông. Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất để quý khách cùng tham quan và chiêm ngưỡng. Và đầu tiên đây là chiếc bàn của bộ sản phẩm, được làm từ gỗ gõ đỏ 100%. Form bàn được thiết kế rất là đẹp mắt, với phần mặt bàn liền tấm và có thiết kế 4 ngăn kéo đựng đồ cực kỳ tiện lợi. Phần viền mặt bàn được chúng tôi dát vàng rất là đẹp mắt. Form bàn cao ráo với phần yếm và phần chân được dát vàng. Trên nền đục chạm hoa lá tây rất là nhẹ nhàng và sang trọng. Đội ngũ thợ dát vàng của công ty nội thất Sơn Đông có tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm, khiến cho sản phẩm rất là chuẩn nét. Chân bàn được uốn cong rất là đẹp mắt. Các chi tiết của tứ diện bàn đều được chạm trổ rất là cầu kỳ và công phu. Việc dát vàng lên bề mặt của sản phẩm làm tăng lên giá trị của sản phẩm rất nhiều, cực kỳ đẳng cấp và sang trọng. Và tiếp đến là băng ghế dài của sản phẩm. Được chia thành 3 phần đệm ngồi rất là rõ rệt. Với phần nệm có lò xo rất là mềm mại và có độ nhún, tạo nên sự thư giãn và thoải mái, nâng đỡ toàn bộ cơ thể. Vải bọc của chúng tôi được nhập khẩu từ Indonesia 100%, rất là bền và đẹp. Các họa tiết của vải rất là tinh xảo và đẹp mắt, càng làm tăng thêm sự sang trọng cho bộ sản phẩm. Phần thành ghế được chạm hoa lá tây và dát vàng rất là công phu. Các chi tiết nhỏ nhất đều được trau chuốt rất là cẩn thận, được đục tay 100%, rất là điêu luyện và mềm mại, đem đến sự nhẹ nhàng và sang trọng nhưng cực kỳ đẳng cấp cho gia chủ. Phần tựa lưng được chúng tôi thiết kế rất là đẹp mắt,
với phần nệm có lò xo nhún. Rất là thoải mái cho quý khách khi ngồi lên. Phần tay được bo uốn cong rất là đẹp mắt. Tôi sẽ quay kỹ vào từng chi tiết của sản phẩm. Còn đây là các phần đinh được chúng tôi viền theo phần bo của vải bọc, giúp cho sản phẩm không bị thô mà cực kỳ đẹp mắt. Rất là cầu kỳ và tỉ mỉ trong từng chi tiết của sản phẩm. Từ chi tiết đục chạm, bọc vải cho đến dát vàng, được chúng tôi làm rất là cầu kỳ và công phu. Đội ngũ thợ có kinh nghiệm nhiều năm đục chạm sản phẩm và có kinh nghiệm xử lý sản phẩm rất là khéo léo, nên mọi quý khách khi đến với công ty chúng tôi đều rất an tâm và hài lòng về sản phẩm của chúng tôi đang bán. Các chi tiết nhỏ nhất trên đường nét của sản phẩm đều được chúng tôi làm rất là kỹ càng. Tôi sẽ quay mặt trước và mặt sau của sản phẩm để quý khách cùng chiêm ngưỡng về độ tinh xảo và đẹp mắt của sản phẩm. Các phần vải được chúng tôi dùng đinh cố định rất là đẹp mắt và rất là cẩn thận. Và đây là hai chiếc ghế đơn của sản phẩm. Các đường nét đục chạm rất là rõ ràng và đẹp mắt. Việc dát vàng cho toàn bộ sản phẩm càng làm tăng thêm sự sang trọng và đẳng cấp cho bộ sản phẩm khi quý khách sở hữu. Và sản phẩm của chúng tôi được đi kèm theo những chiếc gối. Quý vị có thể dùng để tựa lưng, tạo cảm giác thư thái nhất cho khách hàng. Khi chúng tôi thực hiện video clip này, quý khách sẽ cảm thấy được sự bề vệ và hoành tráng của toàn bộ sản phẩm trên nền gỗ cao cấp và việc bọc vải xịn đem đến cho sản phẩm rất là chắc chắn và đẳng cấp. Và đó là tổng quan về bộ sản phẩm của chúng tôi. Giá bán cho toàn bộ trọn bộ sản phẩm này là 79 triệu đồng. Ngoài ra, phần vải của bộ sản phẩm được chúng tôi bảo hành 1 năm và bảo hành 5 năm về gỗ. Tất cả mọi khách khi đến với Nội thất Sơn Đông đều được hưởng chính sách miễn phí đổi hàng trong vòng 1 tháng đầu tiên sử dụng sản phẩm, nhằm đem đến sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho mọi khách hàng. Các đơn hàng nội thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tiền Giang và một số tỉnh miền Tây sẽ được miễn phí giao hàng. Mọi quý khách có nhu cầu xem và mua sản phẩm, xin vui lòng đến tại cửa hàng Nội thất Sơn Đông quận 7 ở địa chỉ 92 Nguyễn Thị Thẩm, phường Bình Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ theo số điện thoại 0912 881 645 gặp thầy để được tư vấn và hỗ trợ thêm về các thông tin của sản phẩm. Hãy đến với Nội thất Sơn Đông để trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời nhất với chất lượng hàng hóa cao cấp. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách.